Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay, như mọi người nhìn thấy đây, thì hôm nay mình sở dĩ mình để đèn đây ấy, là hôm nay mình muốn giới thiệu tới mọi người những cái loại đèn L4X, L4 và L6 bên mình đang bán. Tóm lại nó là đèn trợ sáng bên mình đang bán. Hôm nay thì mình có chuẩn bị một thiết bị đo về công suất của đèn, tiếp theo nữa là một máy đo về cường độ ánh sáng của đèn tính bằng lắc nhá mọi người nhá. Thì sở dĩ mình làm cái video này ấy, thì thực ra bây giờ như anh em mà nếu mà search một kết quả tìm kiếm trên Google này, bạn camera quay sát đây cho mình này. Nếu mọi người tìm chữ đèn L4X ấy, mọi người sẽ thấy rất nhiều kết quả luôn, nó ra hàng trăm hàng nghìn kết quả luôn, rất nhiều, và giá cả nó cũng mỗi chỗ mỗi khác này, từ 60.000 này mọi người này, 60.000 100, tức là giá nó rất ảo luôn, 600 800 đấy. Mà tất cả những bài viết đây nhá, đây để mình thử vào một cái bài nào đấy nhá, để cho mọi người thấy nó trực quan nhất. Rồi mình sẽ không quay cái đây, quay vào đèn này, mình sẽ không quay là bài viết này của ai như nào để cho khách quan nhất, không lại bảo cạnh tranh không lành mạnh mọi người chưa. Đây mình sẽ cho mọi người mọi người đợi chút nha, mình họ có những cái chỉ số về đèn ấy rất giống nhau, ví dụ như là cường độ ánh sáng 60.000 cái gì đấy, công suất bao nhiêu watt, thì hôm nay mình sẽ đo cho mọi người trực quan nhất đấy. Về mặt hôm nay là mình sẽ đo về mặt con số trước cho mọi người nhé, còn độ sáng ấy mình sẽ test từng quả trên xe và trên những cung đường cụ thể luôn, chứ còn hôm nay mình chỉ test về mặt con số này, công suất này và cường độ ánh sáng. Camera nhìn rõ đây nhá, mình sẽ không quay tên shop là gì để tránh, để cho khách quan nhất mọi người nhá. Này L4X này, công suất thực tế là 35-40W, nhiệt màu này, tiêu chuẩn chống nước IP này, chúng các tuổi thọ các thứ đây đấy, thời gian bảo hành nọ kia, công suất thực tế để chút mình sẽ đo cho mọi người trong công suất thực bao nhiêu nhá. Ok, thực ra những cái này ấy, thì đều là bài viết họ copy lẫn nhau thôi, chứ còn công suất thực tế như mình đã làm đèn rồi, mình đo rồi, thì công suất thực tế nó không tới cái mức mà như ở trên bài viết họ đăng đâu. Nó ảo lắm, bài viết nào thế, đèn 60.000, 100.000, 500.000, thậm chí đến 1 triệu mấy, 2 triệu là những cái loại đèn là nó zin đấy, thì công suất vẫn vậy mà bài viết như nhau hết. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ đo từng quả một, thì mình có chuẩn bị sẵn giấy bút ở đây. Còn giá cả từng sản phẩm thì mình sẽ để ở link nhá. Thì đến quả nào bao nhiêu tiền thì còn ở đây, bây giờ là mình sẽ không nhớ được hết là bóng nào bao nhiêu tiền, nhưng nó sẽ dao động từ 100.000 đến khoảng 1 triệu 1 triệu 2 này, cho tất cả những cái bóng này nhá. Đợi chút là mình lấy cái phụ kiện cho mọi người. Ok, xin lỗi mọi người chút nhá, nãy là mình quên cái chuẩn bị này. Thì mỗi một đèn này thì mình cố gắng gửi thêm cho mọi người cái phụ kiện ở đây. Phụ kiện này là trị giá là 50.000 nhá. Thực ra là tính hết vào tiền đèn thôi chứ cũng không phải là tặng đâu. Nói tặng thì là không đúng. Đấy, và trên mạng thì họ cũng cứ ghi là tặng kèm, nhưng thực ra là bán kèm cho mọi người. Thì gồm có một cái tai chữ L. Cái này CNC cũng khá đẹp, chất đẹp. Một cái len vàng để mọi người đi đường sương mù thứ phá xương, một công tắc on off và một cái công tắc phát sinh này. Bộ phụ kiện này là 50.000 nha, ví dụ đèn này 200 thì thành 250, ví dụ 100 thì thành 150 được chưa mọi người nhá. Thì còn cái giá đèn này hoặc là từng loại đèn đấy, thì sau khi anh em mình test được chưa, test về công suất, về cường độ ánh sáng rồi, thì sẽ cái đèn nào bao nhiêu tiền thì mình sẽ ghi sau được chưa. Còn tiếp theo một vấn đề nữa mình muốn nói với mọi người là, ví dụ như cái đèn này có chỗ nó ghi là chip T6 rồi HIV3 rồi XMLU2 nó kia, thì mình sẽ bỏ qua tất cả những cái vấn đề về chip, hiểu không mọi người, không? Ví dụ như thế này, bây giờ cái chip thì là chip tốt, nhưng mà cái main đấy, cái main trong này, cái mạch trong này nó lại không phát huy được hết công suất,
thì cái chip ấy nó chỉ mang tính hình thức thôi các bạn ạ. Bây giờ nếu mà chip xịn mà main không đủ tải cho cái chip ấy thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Thì anh em mình thực tế nhất, kể cả cái này là i3 hay cái này là T6, nhưng quan trọng là cái cường độ ánh sáng ra bao nhiêu. Tức là chip xịn nhưng cường độ ánh sáng ra không thua thì không giải quyết vấn đề. Thì tôi bây giờ mình tiếp tục cái video này thì mình giới thiệu luôn mọi người. Bây giờ trước tiên quả đèn đầu tiên nhé. Ở đây mọi người sẽ gọi hết hai cái đèn đầu tiên này là hai cái L4 được chưa, còn sau này là L4 hết. Không có gọi là fake 1 hay fake 2, cái đấy gọi thế nào nên thế rồi mọi người đó. Đây, trước tiên là mình test về cái công suất. Đây, khi mà đèn bật sáng mọi người có thể nhìn thấy công suất ở đây ghi 35-40W. Đây, công suất thực tế là 9,1-9,2W đây nha mọi người nhá, rất nhẹ điện luôn. Rồi, ok, để mình bật cái thiết bị kia lên nhá, để mình đo. Mình tức là giữa cái thiết bị này và bóng đèn là cách nhau 2m nha mọi người nhá. Cái thiết bị này nó có mắc và min, tức là khi mình để mắc thì nó sẽ bắt cái cường độ ánh sáng cao nhất. Thì bây giờ mình sẽ test vào bảo cái bóng này nhé. Đây, mình sẽ test bóng này. Rồi, ok mọi người. Đây, bây giờ đây là xong một bóng đèn nhé. Bây giờ nó đang về 8,4W. Tức là khi bóng đèn được thắp lên ấy, thì công suất nó sẽ giảm dần, được chưa? LED là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ dán hai cái chỉ số này vào. Cái kia là 2958 lux, 2958 và 8,5W đi. Đây, mình sẽ dán riêng vào cái đèn này để khi mình đăng bài lên cho mọi người biết, chứ không đèn trên đấy nào thì ghi là fake 1, fake 2, cho nên mọi người rất khó luôn. Công suất thì cái nào cũng ghi 35-40W. Đây, đến lúc mình sẽ đăng lên như thế này cho mọi người nó thực tế, nó trực quan nhất. Đây, tiếp theo đây là một chiếc L4. Chiếc này thì có kính tím mọi người, có kính tím. Không biết camera có nhìn được cái ánh tím không? Ok, thì bây giờ mình test tiếp đến chiếc ánh tím này xem là công suất là bao nhiêu watt cho mọi người nhé. Công suất của nó đang dao động từ 19, nó khoảng hơn 19W một chút. Đây là mới bật khoảng 19W mọi người nhé. Mình sẽ ghi 19W đây để xong rồi mình sẽ đo độ sáng nhé. Rồi, ok, tiếp theo cùng một vị trí mọi người nhé. Là tắt cái máy kia để nó reset lại. Nhấn giữ thì nó sẽ mở. Rồi xong bấm vào chiếc mắc min thì đến chỉ số cao nhất nó sẽ dừng lại. Ok. Ok. Nó khoảng 4400. Rồi cao nhất là 4447. Rồi, bóng này là công suất là 19W ấy. Và cường độ ánh sáng là 4447 lux nha mọi người nhé. Đây, mình sẽ dán để đánh dấu cái đèn này để mình đến lúc đăng bài cho mọi người trực quan nhé. 19W này. Xem nó mịn thế, còn trơn trôi cả cái này. Rồi, ok, tiếp theo mình test đến một bóng L4 khác mọi người nhé. Chiếc này là L4X với mã VR09-019 này. Đây, mọi người để công suất này cũng khoảng hơn 19W khi hoạt động ổn định. Đấy, cũng khoảng hơn 19W thì mình tính như 19W như bóng L4 vừa rồi luôn. Đấy, 19W. Rồi, bây giờ reset lại cho cái máy kia. Okay.
3.600 đi, 3.700 rồi. 4.000 lắc, 4.000 là cao nhất rồi. Rồi, 4037. 4037 mọi người nhé. 4037 xem nào, nói độ sáng là kém L4 rồi, L4X bóng này kém L4 nhé. 4037 nó tương đương, nó kém không nhiều đấy, 19W và 4037 lắm. Tiếp theo mình thử xem quả L4X khác. L4X này bóng này thì có kính tím mọi người, kính tím. Rồi, ok, xem đồng hồ báo bao nhiêu. Cái này cũng hơn 19W một chút. Nó cũng xem nhau thôi, 20W, 19 phẩy mấy, 19,7, 19,9. Thôi mình để 20W cho tròn mọi người nhé, làm tròn là 20W nhé, 20W. Rồi bây giờ mình sẽ test độ sáng này. Reset. À không cần reset, lúc nãy là ánh sáng quả bóng kia nó không đáp ứng nổi thì mình phải reset. Ok. 47, 48 mọi người ạ. Ok. 47, 48. Thế là quả này công suất cũng xem bóng kia mà độ sáng hơn một chút. Đúng 48 nha. Tiếp theo mình thử sang L4X theo như thông số ấy. Cái này cũng kính tím này, cái này mình thấy tỏa sâu khả năng sáng. Chip T6 mà thôi, không quan tâm đến chip mọi người nha, quan tâm đến công suất và độ sáng thôi. Cái này công suất lớn hơn này, 23.7.8 này, làm tròn là 24W mọi người nhé, 3.6 đấy, khi vào ổn định. Hai ba phẩy năm watt. Rồi bây giờ mình sẽ đo độ sáng cho mọi người. Đấy, không vượt qua được đèn kia, không vượt qua sẽ bị sát. Rồi 4202 mọi người. 4202 lắc và công suất là 23.5W đấy. Cái này thì công suất lớn hơn đèn L4X vừa thử trước, nhưng mà độ sáng thì lại kém, độ sáng kém chút. Rồi tiếp theo mình thử cái quả này, quả HTV3 xem công suất bao nhiêu là. Công suất là 24W mọi người, 24W, 24.1, 24W nhé. Và cường độ ánh sáng, wow, cái này thì nó hơn hẳn bóng kia luôn. Tí đỏ chip mà HTV3 rất ngon. Lên 82 bao nhiêu rồi? 82 luôn. Ô lên vẫn liên tiếp. Ô để mình test lại nào. Wow. Cho bóng HTV3. Đấy mọi người nhìn là đang nhân 100 nhá. Anh camera quay sát vào cái đồng hồ để nhìn là đang nhân 100. Ok. Ôi lên hơn 11.000 rồi. Rồi ok. 1170 nhân 100 đúng không? Ok. Nhân 10. Nhân 10 à? 1170.
tức là cái này là hơn 11.000 lắc. Ui, cái này nó gần gần gấp 3 quả trước, mà trong khi công suất nó cũng chỉ vậy 23-24 quá. Cái này chip HIV3 rất tốt. HIV3 kính tím, chóa sâu rất sáng, hơn 11.000 lắc, con số khủng khiếp đấy. Nó gấp 3 lần cái bóng chip T6 luôn. Này mọi người trải nghiệm 24W và 11.700 lắc. Rồi, tiếp theo là một bóng nữa, bóng này bóng L6X Plus. Bóng này mới ra, test cho mọi người nhé. Theo như mình là bóng này sẽ rất khủng khiếp. 6 chip LED. Nhìn cái tản nhiệt đằng sau là biết. Rồi ok, tiếp theo xem công suất này. Công suất là 43W mọi người nhé, 43W. Bóng này nó nặng nó gần gấp đôi là 4X. Chip chỉ gấp rưỡi mà công suất gần gấp đôi. 43W. Giờ bây giờ xem độ sáng này. Rồi ok. Độ sáng tối đa đo được là 20.785. 20.780. Tức là nó sẽ sáng gần gấp đôi. Nếu mà gấp đôi cái này là 23.400, như cái này 20.780. Gần gấp đôi được đấy. Mà công suất thì là 43W. Ok, đây mình sẽ dán vào đây để lúc chụp ảnh cho mọi người cho nó trực quan nhé. Rồi ok. Thì vừa rồi là mình đã test qua cho mọi người 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 loại đèn trợ sáng ở nhà mình. Về hai mặt thông số, thứ nhất là công suất của đèn, thứ hai là cường độ ánh sáng của đèn. Đấy thì mình sẽ có những bài viết cụ thể và chi tiết, và có video trải nghiệm thực tế những bóng này trên đường nhé. Đây mới là chỉ là về mặt con số thôi. Sẽ có video trực tiếp từng đèn một cho mọi người trên đường. Thì mong rằng là mọi người ủng hộ mình những video tiếp theo bằng cách là subscribe kênh của mình để đón nhận những video tiếp theo của mình. Mình hứa với mọi người là mình sẽ làm tất cả những clip về trải nghiệm thực tế của những bóng đèn ở trên đường, được chưa? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.